Các bạn thân mến, ngày hôm nay là tối 26 tháng 1 năm 2021. Thì nát đã bận chút nên là tôi không live trực tiếp. Hôm nay có mấy cây bóc rừng giả hạt của chú Môn Anh. Thì tôi xếp từng cây này đây. Đáng nhẽ hôm nay trực tiếp để các bạn chẳng hạn như tham gia đấu giá hoặc là nhiều khi giao lưu, nhưng mà do bận. Đấy, hôm nay thì một số cây này như hai cây. Thì sơ qua thì những cây này, hai cây này là mỗi cây 107 này, hình 3, hình 4 là 200, hình 5, hình 6 là 250 một cây, hình 7 300, hình 8 cây này nó nhỏ như xanh 350, hình 9 350, hình 10 350. Cây này rất đặc biệt. Còn cũng sưu tầm 3 cây to kia, thì cây 11 là 400, cây 12, cây 13 mỗi cây 500. Hôm nay có một cây vàng này là 500 này, và một cây xanh. Đúng ra là nó là xanh sạch chưa tét nắng. Tất nhiên cái mùa này như hàng rừng thì thường nó chưa tét nắng, thì bạn nào hên xui thôi. Thế cây 15 này là 700. Bạn nào sưu tầm thì nhắn tin số điện thoại 0965 895 207. Đấy, thì đi vào chi tiết thì các bạn theo dõi. Thì tối nay không live stream nữa thì có thể tối mai là live stream. Tất nhiên là mình đưa giá là các bạn có thể là ưng thì sưu tầm. Tất nhiên là quá trình tôi chủ yếu là sưu tầm lan rừng mình trồng nhé. Cây số 1 này 170.000, nó được gần một gang đây. Đây thì tôi cứ quay này nó. Đấy, thân lá thân nó như thế. Các bạn nhìn 170.000 cây số 1. Cây số 2 thì cộng 170.000. Cái mầm tơ này nó ngắn này thôi, nhưng mà cây này khả năng là nổ này, vì các cái thân già nó nổ này. Đấy, con rễ bốc rừng cây này thì mọc trên cây nhỏ. Đấy, nhưng mà cái thân tơ của nó năm nay là nó ngắn này thôi. Cây này thân năm ngoái thì cũng có hoa này. Trông nó nhỏ nhưng trong rừng nó có hoa này. Thì hình 2 là 170.000. Sang hình 3 là 200.000. Cây này nó được xấp xỉ một gang, nó còn hai cái lá vàng ươm. Tại sao máy nó hơi mờ nhỉ? Đấy các bạn. Tôi quay để từ từ nó nét cho các bạn nhìn. Nó được gần một gang. Đây nó có mấy thân đây. Phần mặt rễ đây, bọc rừng. Đấy. Cây này 200.000, nó được gần một gai. Sang hình 4 nó 200.000. Cây này nó nhiều thân hơn. Nó nhiều thân hơn. Cây này cũng được xấp xỉ một gang. Đấy các bạn thấy một đo một gang. Đây thì tôi cứ quay thân nó này, các bạn nào ưng thì sưu tầm thôi. Đấy, thân nó ở đấy nó như thế. Gốc rất là đầy đủ. Mầm gốc nó sưng lên này. Mùa này bắt đầu nó chuẩn bị, chắc là giá Tết là bắt đầu nó thường nó ấm là nứt nứt mát. Bình thường như trồng này các bạn, bây giờ kể cả trồng bây giờ hoặc là các bạn để giá Tết, nó như tôi một số cây thì tôi trồng thì mình tưới nước luôn để cho cái thân này nó mập lên. Một số cây thì cũng cứ treo ngược này thì nó ra Tết nó ấm là tự nó vẫn nứt mầm lên, nó nứt cái mầm này nó mình trồng phát là nó ra rễ. Đấy thì trồng cái vụ vừa rồi thì tôi cũng thấy là nó như thế. Đấy, còn như những cái này thì thân này thì chắc là ra Tết là có hoa này. Ra hồi tháng 3, tháng 4 vì nó mà mập này chắc là có sổ hoa. Hình 4 là 200.000. Sang hình 5 này là 250.000. Cái này mặc dù nó gãy này nhưng vẫn 250.000 vì cây này nó, thân nó rất đẹp nè các bạn. Nó được đấy gần một gai, nó khoảng mười mấy cm đấy. Một thân này nó gãy, thân bên này cũng khả năng gãy này, nhưng còn cái mầm thân tơ của nó thì mầm gốc còn viết đấy vẫn nguyên si, vỏ viết vẫn nguyên si. Cây này nó khá đặc biệt này các bạn nhìn thân đấy, nó khô, mùa khô nó tóp hết này, nhưng mình tưới nước còn là nó phồng ra thôi. Cây này rất có vẻ vàng, thân có vẻ vàng.
mà cái sọc này nó rất rõ này. Nhìn những cái sọc nó đều, nó cân đối, nó nét kiểu như cây họa. Đây còn cái thân này nó gãy từ gốc đây, cái này còn mầm gốc nó bình thường. Cây này là 250.000, hình số 5. Sang hình số 6 thì cũng 250.000. Cái này nó còn hai lá khô này. Đây như các bạn thấy thân nhìn nó đẹp không? Tôi có quay gần này các bạn xem. Đấy, cây này thì cũng có 3 4 thân thân già. Thân này rộng rộng, thân nó tre. Những cái này thì nó chưa có hoa. Cái này cũng được xấp xỉ 1 gram. Đấy, hình số 6 này là 250.000. Sang hình số 7 300.000. Cây này thì nó dài rồi, nó được hơn gang này các bạn. Một thân năm ngoái là nù này. Thân năm ngoái nù, thân năm ngoái cũng có hoa này. Đấy, con người ta bóc đây thì nó chỉ mấy thân này thôi, còn các thân này nó khô hết rồi. Thân trước nữa nó khô hết rồi. Đấy, mầm gốc gốc bên mùa này bắt đầu nó nứt lên, nó nổi lên. Cái này thân cũng khá là đẹp này. Đấy, thì bạn nào ưng. Còn cái thân năm ngoái này trông nổ. Cây này 300.000, hình số 7. Sang hình số 8 thì nó cây nó nhỏ thôi. Cây này những bạn nào biết chơi thì mới trồng mới chăm, bởi vì thân nó nhỏ thôi, cái dòng nó nhỏ chứ không phải cây còi. Cây này rất là xanh. Đây các bạn nhìn thân già, thân tơ của nó rất sáng. Nó không bị nám. Nhiều cây nó khô này. Đấy, còn gốc rất vẫn nguyên si. Đấy, mầm gốc còn rất đây. Nó được 3 4 thân. Cây này khá xanh này. Cây số 8 là 350.000. Đấy các bạn. Thân mảnh các bạn so với ngón tay thôi nhé, không có bạn mua những cây này xong bắt đầu về nhắn tin bảo sao cây nó nhỏ thế bác. Các bạn so với ngón tay thôi này để các bạn hình dung này. Như những bạn nào biết chơi được thì mới trồng được những cây này. Còn mới ấy trồng có khi không ấy, bạn nào trồng quen thì mới trồng được. Vì cây này đấy, thân nó rất là xanh, còn nó không có lá nên không biết là sạch hay không. Cái thân già, thân này xanh, các bạn nhìn cái thân này nó rất sáng này. Nó khô khô nó sáng, nếu nó có chấm đen là nó nhìn nó vẫn vẫn hiện một chút nào đấy, hoặc nó bị nám, tức là nó ám. Đấy. Hình 8 là 350.000. Sang hình 9 thì khoảng 350.000. Cây này nó vẫn còn một tảng rêu này. Cái rêu này nó vẫn xanh đét này. Cây này thì nó dài, cây này nó được khoảng gần 2 gang. Đấy các bạn nhìn. Đấy còn thân nó như thế này thì tôi quay thế này thôi. Thì cây này thì 350.000, hình 9 350.000. Nó có mấy thân. Mấy thân này. Cây này chưa có hoa. Sờ các cái thân này nó chưa có mấu hoa. Và cây này thân nó cũng rất là sáng này. Đấy các bạn nhìn. Đấy. 350.000. Hình 9. Sang hình 10 thì cái này nó có mấy thân già nó gãy nhưng mà cây này rất đẹp này. Cây này 350.000. Cái thân từ trước này, thân nhỏ trước này thì nó nổ, cây này xanh đét này. Đây các bạn thấy nhìn nó khác hẳn các cây khác nhé. Đấy các thấy chưa, nó cây khắc này trông rất đẹp này. Cây này thì 350.000, bởi vì nó không còn lá nên là cái này thì tôi sẽ buộc nó vào cho nó khỏi rớt mất cái cọc này. Cây này thì chưa có hoa. Đấy, thân rất đẹp, thân nào nó cũng như thân nào này. Đấy các bạn thấy chưa, cây này cực đẹp. Nhưng mà nó gãy thế này thôi mà 350.000. Đây, mầm mới đây. Gốc vẫn nguyên si. Nó cái vỏ này nó chưa bị, nó vẫn nguyên si thì nghĩa là đây mầm nó hình như nó phình phình như này. Đấy, đây còn cái thân đây nó cũng gãy, nó bị ba cái này gãy. Hình 10 350.000.
Bây giờ sang mấy cây này nó khá là to. Thì cây này 400 nghìn, nó dài một gang này, hai gang. Nó phải hai gang rưỡi, nó khoảng 50 cm. Như cái thân già nó dài hơn tí nhưng nó gãy đây, cái thân già này nó gãy đây. Cây này 400 nghìn, rễ của nó từ tùm lum. Cây này nó mọc ở cái dạng thân cây to này các bạn này. Nó mọc cây to nó bạc này. Cái rễ tùm lum tà na vẫn còn vỏ cây. Thì nó ra trên cây gì nó vỏ cây nó rất mỏng này. Đấy. Còn đây, thân của nó đây. Nó được khoảng 50 cm. Mầm gốc mầm ghép. Đây mầm nó vẫn nguyên. Đấy. Cái cây này 400 nghìn. Đây thân tôi soi. Đấy những cây mà nó có cái muội muội ám ám như nó này, nhưng lúc nãy những cây nào sáng sáng tôi quay các bạn nhìn. Cái cây này nó thuộc dòng to, treo chắc ra hoa thôi. Bình thường là cứ treo nên là ra hoa. 400 nghìn. Hôm nay tôi lấy có 3 cây to. Cây này thì nó dài, cây này thì 500 nghìn, một gang, hai gang, ba gang, bốn gang. Cái thân già nhất này của nó phải 5 gang. Như thân tơ thì nó ngắn này. Thân tơ cây này nó có cái đặc biệt này, nó có một cái thân bên này nó gãy này, gãy nó lên một cái mầm này. Còn đây thân tơ của năm nay đây, thân tơ này chắc nó ra sau một gang, hai gang, hơn 3 gang. Cái gốc này nó rất buồn cười đấy, mầm đây, mầm nó nứt phình to tướng này các bạn. Đấy, cây bên này cũng mầm nứt đây này. Cái này hình như nó đẻ ra cái này xong nó bị gãy đây, gãy đây nó lại nối một cái đây và nó ra cái mầm này. Đấy, cây này thân nó như thế này, được mấy thân, 2 4 6 7 thân. Mấy thân nó rất dài, những cái thân già năm trước nó dài hơn 5 gang, còn thân tơ này khoảng 5 60. Cái này mà đóng thì chẳng biết uốn lại không, uốn cái thân già lại. Nếu mà bạn nào đóng thì uốn uốn cái thân già lại này. Đây cái thân này nó bị gãy này. Cái cây hình 12 này là 500 nghìn. Sang hình 13 là một cây rất là dài. Thì mấy cái thân già này nó bị gãy này. Như cái thân tơ nó vẫn đây. Thân tơ thì nó bị thối trên đầu này. Thối như thắt ngọn nó vẫn là một gang, hai gang, hơn hai gang khoảng 50 cm. À đây thân già nhé, thân tơ đây chứ. Thân tơ đây một gang, hai gang, ba gang, bốn gang, hơn 5 gang. Thân tơ thì thắt ngọn đây rồi. 5 gang, dài khoảng 1 mét đấy. Đấy gốc rất đây. Cây này thân nó cũng khá là xanh này. Đây này các bạn, một số thân mà tôi nói nó màu sáng như thân này nó màu ám ám này. Đấy. Ám ám. Cái cây này 500 nghìn. Những mấy cây to to tôi sưu tầm, nếu không ấy thì mình treo để đấy thôi. Cái này nó mọc theo cái kiểu gì tôi không biết. Nó lại còn có một cái tòi ra đây. Không biết hay cái mày cũng mầm. Một cái này nó gãy. Đấy thân ra một thân này, ra thân đây nữa. Hai bốn sáu bảy bảy thân đấy, nó dài có hai thân. Cây cây dài này bạn nào mà sưu tầm sang hình số 14, hình 14 có cây thân vàng thân trúc. Dạo này sưu tầm thi thoảng được mấy cây thân vàng trúc rất vàng đấy,
Dê bóc rừng của nó đây. Đâu thân tơ nó là cái này. Đây thân tơ đây. Thân tơ được 1 gang, 2 gang, hơn 2 gang một tí. Đấy cái này vỏ nó thì vẫn có ám 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 ám. Đây mấy thân là nó khá vàng. Thì hình 14 là 500 nghìn. Số thân đây nó gãy hết à. Đó là 2, 4, 5 cái thân này thôi. Cái này nó dạng gọi là thân vàng và thân trúc đây này. Thân nó cứng đan như cái trúc đấy, như cành cành tre cành trúc. Đấy còn thân tơ đây, còn thân năm ngoái. Thân năm ngoái thì có hoa rồi. Đấy là những cái này cái vỏ viết nó gốc viết vỏ nó vẫn nguyên si, cây này nó vỏ nó đen này. Gốc nguyên si, mầm gốc viết nó vẫn nguyên si trong đấy. Nó vẫn cái vỏ nọ nó chưa bong. Hình 14 là 500 nghìn. Sang hình 15 là một cây xanh. Xanh chạch chưa tiếc nắng. Cây này dài được 1 gang, 2 gang, hơn 2 gang. Thế nó còn mấy cái lá đây thì lá nó vàng ấy là nhìn thì nó không rõ, nhưng mà thân này là thân nó hơi nám nám nhưng mà là nó sạch đấy. Thì cây này là 700 nghìn. Nó bị những cái vết gì đấy chứ không à. Bị khô nó quát hết rồi. Gọi là cây xanh chưa rét nắng đấy. Thân nó rất là xanh. Các bạn thấy chưa? Mình có cùng rất là ok. Còn phía dưới này nó hơi nám à. Nám chứ không phải chấm tím. Đấy, thân nó nám nám đen chứ những chỗ này là cọ sát đấy. Vết cọ sát. Đấy thì cái này thì là 700 nghìn chưa chắc nắng đấy, bạn nào ưng thì sưu tầm thôi chứ còn không thì trồng 1 gang 2 gang nó khoảng hơn 50 cm. Đấy là các bạn thì hôm nay thì có 15 hình nhé, giá chưa mua ra. Bạn nào sưu tầm thì nhắn tin số điện thoại 0965 895 27. Video này tôi làm đây là kết thúc do bạn không ra trực tiếp. Rất cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.